Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Hello. Tứ Nương Sen này sẽ đi tham quan vườn sen của Xuân Lan nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng đồng hành với bốn chị em mình. Cái này chị đẹp quá vậy chị. À, bonsai luôn ha. Sẽ có giống như là bonsai. Cái này cũng dễ thương quá nè. Cái này gì vậy? Ủa, cái em là gì vậy? Cái này là gì vậy? Miêu gì mập gì? Ôi sức. Hai bạch miêu hả? Wow. Bưng lên liền chi? Ừ, bưng hỏi bán không chứ. Cái này sao chị, có bán không chị? À, cái đó là chơi. Có cái nào, có cái nào để bán giống miêu hai bạch này không? À, cái đó có một chậu à. Có một chậu duy nhất hả? Vậy cắt đầu. Cắt đầu bán đi. Cho nó nhảy ra nữa thiệt chứ. Chị cho em hỏi cái chùm nhất để đây. Wow, cái em nhầm thôi nè. Beauty tên gì phải không? Beauty. À, yeah, sweetie. Sweetie. Yeah. Con thân nó mới cho chị chút xíu vậy. Sweetie, đúng rồi. Green tea. Là green tea. Wow, đẹp quá hả? Bà chị một em nhầm thôi nè. Cái này chị bán... Wow, cái này ba luôn nữa nè. Đẹp quá. Đâu cho chị lọc cá thử nè. Nhìn cái này coi. Cái này tên là gì vậy? Sweet tea hay là green tea cũng được. Yeah. Cái đó là green tea. Yeah. Green tea. Đây nữa ha. 70. Melissa. Yeah. Đây ở ngoài đây cũng có loài cây Medusa. À, Medusa crest hả? Nhìn đẹp quá hả? Có. Cái này cái gì á? Cây đó là cây bronchi cup. À, bronchi. Đó là pink meal. Cái gì? Pink meal chị. Ồ. Pink. Đâu cho chị nhìn coi. Pink meal cái á hả? Cái này là gì? Cây press á hả? Dạ. Yeah. Gâu. Đẹp quá hả? Gâu gì cưng quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Dạ, bao nhiêu cây đó vậy? Ừ. Đất cái này nó xốp xốp nó lên nhiều. Chắc mới về á, chị nghĩ nó mới về á, sẽ để vậy cho nó. Coco pick là à, cái này là Akadama. Akadama với lại nó là Coco pick. Cưng quá ha. Tên gì dài lắm. Chị cái lưới đó là 50 thôi chị. Cái lưới mà chị che là 50 thôi. Bạn em không 50 UV à, cái này luôn. Cái này là cái này em order đó hả? Đẹp quá hả? 120 đẹp quá. Ừ. Đẹp quá hả? Đúng rồi. Em thích nhất là mấy cái rose nhỏ nhỏ. Ừ, cái rose nè ha, nhìn đẹp ha. Chết rồi, mấy cái này là bị đẹp lắm nè. Cho nên chị đưa em luôn. Đưa em trồng. Cưng đó ha. Dạ. Đẹp quá, cái dáng này đẹp luôn. Coi chừng bước sụp xuống đó nha. À, đẹp quá. Wow, cái cây này lớn dễ sợ luôn Tiên. Cây này quá trời đẹp luôn hả? Oh, wow, xí trống này đẹp quá nè. Wow. Quá rồi ha, mấy cái dưới này nè. Của em giống vậy luôn hả? Dạ, đẹp quá hả? Cái đầu mà sao nó không có ra. Gọi sức thuốc powder. Wow, cái chậu này đẹp dễ sợ hả? Hả? Giống như nó màu coi nè. Ôi, cái này tên gì vậy anh mà tôi sợ. Ờ, gửi này. Nó luôn á hả? Mà sao cái compact quá vậy? Ờ, đẹp ha. Hai cái chậu đó mà, cái này nó vô mưa hết trơn. Cái này siêu giòn nữa nè, phải không? Ồ, đẹp dữ sợ. Ồ, ôi, coi nè, mỗi một cái nè. Wow, ráng đi, ráng đi. Wow, coi nè. Ôi ôi, cái cây này đẹp dễ sợ luôn nè. Wow, cái dáng này quá trời đẹp luôn. Cái này là không có biết tên luôn á. Nhiều quá rồi. Ê Tiên, Medusa là nào? Cái này có không chị Tiên?
Mà... đây nè kìa. À đây, trời ơi nó đỏ gì hả? À. Yeah, đẹp quá hả? Châu quay. Trời ơi, mà đu sa. Gửi này là gì em? Nhiều con cũng là nhiều con. Em mê mấy cái. Ồ. Ôi ôi, cái này nè, Thiên ơi. Mà chị chọn ôi, cái bông này đẹp quá đó chị. Ồ. Cái hỏi. Ừ. Ừ. Cái này có bán không chị? Cái chậu này nhiêu vậy? Dạ. Cái đó không? Cái đó đẹp trơn. Đẹp quá. Nếu mà bán là tên gì vậy chị? Tên gì vậy chị? Chưa biết. Đó là cherry blossom. Cherry blossom. Yeah. Cái này cũng giống đó không ta? Cái này khác. Cái này là Genesis khác. Rồi này. Cái này là May May à? May à. Rồi cái này, trời ơi. Không, phải hồi nãy nói lại cái này gì quên rồi. Cherry blossom. Trời ơi, đẹp quá hả? Dạ, dạ, cây giờ không có. Cái này là cái gì? Giống cái nó cũng giống. Quá nhiều luôn. Đây có chậu này. Wow, ơi. Đấy là cái này. Ừ. Đẹp quá ha. Ồ có em này nữa nè. Em nè. Bây giờ chị. Ồ cái này sao thấy nó rare quá hả Tiên hả? Thấy nó rare quá nè. Đẹp quá hả? Wow, coi nè. Oops. Trời ơi, cái Rainbow West nó nguyên một pack vậy nè. Wow, đẹp dễ sợ luôn nha. Cái chậu dễ thương dễ sợ luôn. Trời, cái dáng nào cũng đẹp hết. Wow. Cái nhiều dữ vậy nè. Sau này nó cũng ấy nè. Chị Lộc mua lại cái khác. Cái này không biết nhiều cái nè. Ủa cái này nhiều cái này. Ủa cái này dễ thương quá nè. Nhỏ vậy nè Nguyệt. À, cưng quá Nguyệt ơi. Cái đó đẹp á. Cái đó ép luôn được. Đấy hơi hỏi coi si bán. Ui mấy cái này nhỏ xíu nữa nè Nguyệt ơi. Nó nhỏ cái nè. Chị Lộc có cái đó nhiều rồi. Cái này giống của mọi người hôm bữa nè. Trời ơi. Dạ, có gì rất khô cơ đó chị. Nhưng mà cái này nó ra con nhiều hơn của em luôn. Đẹp quá hả? Cây này nhỏ hơn nhiều quá. Nó bị gãy. Nhưng mà cây đó nó đẹp quá ha. Gầm họ family. Không mà cái cây này là nó già. Cái này là nó già hơn hả? Phải không? Cái này là baby. Cái này là baby của cái cây này. Đó. Già cái này. À. Nhìn cái thằng già không thích. Cái này là baby. Ừ. Của cái này. Cái này dễ thương hơn. Cái này là cây ông nội. Cái này nhỏ nhỏ nhỏ. Cái này là cây này là cũng là cái họ của nó luôn. Yeah, family. Má đó. Ông nội nó có râu. Cái này con. Nhưng mà con nhìn cũng đẹp hết đi chi ha. Đẹp lắm. Cái này cái thích nhỏ. Ừ, nhỏ nè. Nhà không có chỗ chơi. Yeah. Không có chỗ chơi hả? Ờ, nhà à? Không có chỗ. Không nhà không. Nhỏ xíu à. Chơi phải chơi. Để lên tới nóc nhà rồi. Ừ, nhiều chỗ quá, nhiều quá phải không? Ủa cái đó dễ thương quá kìa. Ủa cái này là cái loại khác hay là cái gì vậy? Cái này là cũng là cây Cotyledon rowlip. Nó là thuộc dạng lá trò luôn. Ôi đẹp ha. Quá. Nó là cái loại gì em có giống như cái đó không mà nó là giống mấy cây lá tròn 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 cái đó nhưng mà tại vì nó compact hay là sao cái này nó mới màu vậy ghê nó em trồng cũng khá lâu rồi nên là nó mới được vậy hả? Ừ mấy cái kia cũng lâu rồi nó cũng ở đây nè. Cái này chị cũng bán đầy lâu rồi, giờ bán mắc lắm. Hồi xưa mua mắc mà. Giờ bán đâu được đó. Chậu này để chị nói cái nậu này luôn chậu 150 luôn á. Đó đi. Ừ. Nó cưng đó ha. Em nhìn đi. Này nếu mà thích thì không nói vậy. Nó bây giờ cắt lại. Thì bây giờ cô ghép nó đi. Giờ nhìn má nó là cái đó đó. Má nó là cái này nè. Cắt nè, thấy không? Má nó có đây được rồi. Cái này là hôm bữa là nó cũng chỗ này nó ấy nên mua
Cái này nó cái dạng nó nữa nè. Wow, hai này nhìn đẹp quá nè. Dạng này giống như Halloween là đó. Không, cái này là Halloween Milky White. Milky White á. Halloween Milky White. Dạ, nó một thùng đó thôi. Còn Halloween nó đỏ hơn. Dạ, yeah, Halloween đỏ hơn nữa. Dạ, Halloween. Dạ, Halloween. Dạ, con cung hoàng ở trên Sydney em thấy yeah. Nó có một cây á. Dạ. Tối nay cũng là White nè đúng không? White, yeah. White đúng không? Yeah, 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 White đẹp quá. Cưng quá ha. Chắc Fanny này nó nhỏ nè. Rainbow nữa nè. Xong xịt xong chắc 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 mấy này nó lên màu đẹp quá hả? Cái gì vậy? Cái gì? Đẹp chứ gì? Nó lạnh quá nó cũng không chịu. Đúng rồi. Cái này mà nước quá trời luôn nè. Thấy không? Nước chứ sợ. Chứ ta nước chút xíu là cái nhưng mà cái đó chị Lộc thấy không? Christy mix quá trời đó. Về đã rồi. Chị Lộc mua đi nó dễ thương lắm chị. Yeah. Cái này sẽ bán nhiêu hỏi không biết. Cái này bán gì vậy là? Chị lấy chùm này nè đẹp hơn. I think một cái tên. Đâu? Nó điều với nó điều nó xè 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 ra. Ừ. I think so. Chị thấy nó điều ngủ quên á. Chị khoái mặc dù cái gì nó bự nó nhiều đầu như chậu đèn lâu rồi hả chị, cái này một nhánh là chậu đó gãy đăng trên Facebook 35 đó. Sweet tea hay là green tea? Sweet tea không biết được cân quá ha. Cái này 8. Cái lớn thì 120, cái nhỏ thì 8. Chỗ nào nhỏ hơn nữa không, tìm nó nhỏ xuống xíu nữa, nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn để Lan kiếm ra nhỏ nữa đi. Cưng quá à. Cưng. Nhà mình chơi nhỏ mình đâu có chơi bự được đâu. Yeah. Mini mini chút, mini chút mini thôi. Bụi nhỏ nhỏ thôi. Chị Tiên muốn cái này. Rồi chị Tiên mua cái đó, chị Lộc mua cái này. Nhìn nó rất là đẹp. Đây về tới nhà là vô chậu nó liền nha cả nhà. Nhìn nó dễ thương quá nè, với cái chậu màu vàng cũng rất là hợp với nó nữa nè. Mình sẽ tạm ngưng tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và coi hết đoạn phim của chị em mình. Hẹn lần sau mình sẽ đi mua sen tiếp tục nha cả nhà. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like, share and subscribe to our channel. Thank you.